Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự trình Chính phủ dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trong đó, tại dự thảo này, Bộ không hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, nhưng đề xuất hai phương án. Phương án 1 là giữ nguyên theo quy định hiện hành, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Người lao động sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2 là cho người lao động rút một lần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí, tự tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Nhiều chuyên gia nhận định, cách này giảm được số tiền chi trả ban đầu cho quỹ bảo hiểm xã hội và người lao động sẽ nhận được một nửa tiền cho tổng thời gian đóng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc đưa ra phương án 2 nhằm khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu.